Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây và hôm nay thì mình lại chia sẻ một video nữa về chiếc Samsung Galaxy S10 Plus Và lần này thì với Galaxy S10 Plus, Samsung đã mang lên một cái màn hình gọi là Infinity O Đã có trên chiếc Galaxy A8s ở Trung Quốc hay là A9 Pro ở Hàn Quốc Vậy thì với chiếc Galaxy S10 Plus với cụm camera ở phía trước là hai camera thì liệu những cái trải nghiệm về cái màn hình nốt ruồi này Thì nó sẽ như thế nào? Ngay bây giờ thì mình cũng xin cùng các bạn trải nghiệm và nếu các bạn quan tâm đến giá bán của những chiếc Galaxy S10 hay là S10 Plus thì các bạn có thể truy cập đường link phía dưới mô tả của video tại seven Tại vì hiện tại thì các bạn có thể đặt hàng trước được với rất là nhiều quà tặng khác nhau Từ seven cũng như là quà tặng từ Samsung như là tai nghe không dây trị giá 4,5 triệu này, bao da Clearview cũng như là rất là nhiều quà tặng khác nữa rất là hấp dẫn. Đầu tiên là về cái màn hình này thì nó có thay đổi gì so với Galaxy Note 9 hay là Galaxy S9 Plus đó là việc nó sẽ làm cái viền màn hình của chúng ta mỏng hơn ở cả phía trên và phía dưới bây giờ được làm cực kỳ mỏng và nó chỉ có cái phần cầm ở dưới nó dày hơn một chút so với phần phía trên mà thôi như mình đã chia sẻ trong video mở hộp và cái cụm camera phía trước được đưa hẳn vào trong màn hình với chiếc Galaxy S10 hay là S10 Plus thì nó sẽ được đặt ở phía bên góc trên bên phải như ở đây các bạn có thể thấy là khi mà những cái thanh thông báo trạng thái ở cái phần trăm pin này cái cột sóng hay là cái biểu tượng wifi fi thì nó được đặt lệch vào trong ở phía bên trái của cụm camera này và nó được cách cái phần trên này một khoảng kha khá nên là cái việc hiển thị của chúng ta hoàn toàn không gặp bất kỳ một vấn đề gì cả đó là khi chúng ta sử dụng với màn hình chính và cụm camera này thì với cá nhân mình thì thấy nó hơi thô một chút khi mà so sánh với galaxy s10 với galaxy s10 thì nó chỉ có một camera trước mà thôi còn với galaxy s10 plus nó có cụm hai camera nên là nó sẽ chiếm nhiều diện tích hơn và với một camera hai camera này thì nó đều chiếm diện tích rất là nhỏ và được samsung tối ưu rất là tốt. thì so với galaxy a8s trước đây thì camera được đặt ở góc bên trái nhưng mà cái cụm camera đấy cái có một camera thôi nhưng mà nó làm cái đường kính rất là lớn. còn với galaxy s10 hay s10 plus thì nó được làm nhỏ hơn và với những cái hình nền mà samsung đưa ra cho mọi người ấy thì nó cũng có cái phần tối được đặt lệch sang góc bên này. vậy nên là khi mà chúng ta nhìn ban đầu cái cảm quan chúng ta sẽ không quá bị ấn tượng nhiều bị thu hút nhiều bởi cái nốt ruồi này và với Galaxy S10 Plus thì màn hình sẽ là tỷ lệ 19 so với cả 18.59 như các thế hệ trước đây của Samsung thì nó sẽ cho không gian hiển thị chúng ta lớn hơn đặc biệt là việc màn hình làm mỏng hơn cả trên cả dưới cả hai bên nên là khi chúng ta nhìn vào màn hình này thì cảm giác rất là đã tuy nhiên thì với màn hình này thì nó loại bỏ đi cái phím home cảm ứng lực ở trên màn hình vì nó đã là cái vị trí của cái cảm biến vân tay siêu âm nên là cái phím home cảm ứng lực như ở trên Galaxy S9, S9 Plus hay là Galaxy Note 9 sẽ không còn xuất hiện nữa với màn hình này thì khi chúng ta chơi game và ở chế độ full màn hình thì chúng ta sẽ làm được gì? Đầu tiên thì phải nói qua đó là khi mà vào cài đặt và phần màn hình thì các bạn sẽ có một phần là ứng dụng toàn màn hình. Ở đây thì các bạn có thể có tùy chọn là ẩn cái cụm camera này đi, ẩn cái máy ảnh trước này đi và lúc này thì cái phần này đúng cái phần tràn rô và nhiều bạn cũng nói là nó giống với cả bên phone 3. Ở đây thì mặc định thì toàn bộ các ứng dụng sẽ được set là tự động và khi nào mà các bạn cần các bạn sẽ vào từ ứng dụng một để chọn là chế độ là tự động hay là toàn màn hình. Một vài tựa game thì nếu mà các bạn để chế độ tự động thì nó sẽ không chạy full màn hình đâu Mà nó sẽ che mất đi cụm camera trước Còn một vài tựa game thì như mình trải nghiệm với Adfan 9 Với tựa game này thì mình đã mở chế độ là full màn hình rồi Thì các bạn sẽ thấy là cái giải đen của nó sẽ không có và nó sẽ cái cụm camera sẽ hiện lên rõ hơn và che mất đi một phần hiển thị. Tuy nhiên thì với tựa game Advan 9 này thì mình chơi mình trải nghiệm thì nó hoàn toàn không gặp một vấn đề gì cả tại vì khi mà mình mở game ứng dụng lên nó sẽ chiếm rất ít và nó không bị ảnh hưởng bởi cái lượng thông tin mà chúng ta đưa ra và ngoài ra thì cái việc cảm ứng ở trên cụm camera này vẫn có thể làm được nên các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào cụm camera này nếu mà chẳng may có một phần thông tin nào đó bị che đi mất ý thì với cụm camera phía trước này nó vẫn cái hỗ trợ chúng ta là cảm ứng Tuy nhiên thì việc tương thích ở trên Android Cái này mình nghĩ là lỗi không phải là do Samsung đâu mà là do Android Một vài tựa game ví dụ như là Rule Survivor hay là PUBG Mobile thì mình vẫn chơi hoàn toàn bình thường Không gặp vấn đề gì cả và nó không bị che đi quá nhiều thông tin quan trọng Hay là những cái mình cần sử dụng khi chơi game như là thao tác vuốt này rồi điều hướng các thứ linh tinh Vậy thì vào với ứng dụng YouTube thì sao? YouTube khi xem ở chế độ dọc như vậy thì ở phía trên này cũng như là một vài ứng dụng khác thì nó sẽ có thay nhau báo động thái được làm đồng màu với cả ứng dụng đúng không nên là nó sẽ hiển thị cái phần đen này khá là rõ cái này thì với cá nhân mình thì nó không bị ảnh hưởng quá nhiều với cá nhân mình thì với nhìn một cái màn hình như vậy thì mình sẽ chấp nhận đánh đổi hơn so với việc là sử dụng một cái màn hình tay thỏ như trên iphone xs max hay là iphone x và tất nhiên là khi chúng ta xem một cái video ở chế độ toàn màn hình thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn sẽ hiển thị ở khung lòng bên trong thôi và khi chúng ta vuốt ra thì cái ảnh hưởng đến cái góc ở phía bên trái này thì nó lại không nhiều và không bị che bớt đi những cái thông tin quan trọng hiển thị ở chính giữa màn hình Vậy thì còn những cái tính năng gì mà có thể hoạt động ở trên cái nốt ruồi này hay không? Khi mà các bạn vào camera và vào camera trước các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng ở phần camera selfie ở đây. Nó sẽ có cái đường chạy xung quanh để các bạn biết là đây cái là vị trí của camera selfie và các bạn sẽ nhìn vào đấy để chụp ảnh. Và mình xem ở trên mạng cũng có một vài cái tính năng khác được bổ sung cho cái màn hình Infinity O này như ở trên chiếc Galaxy A8s hay là Galaxy S10 đó khi chúng ta vuốt ở màn hình khóa vuốt ở góc màn hình phía cụm camera này xuống thì có thể mở nhanh được camera selfie nhưng mà hiện tại thì với các bản cập nhật của mình thì hiện tại là chưa sử dụng được và mình sẽ hy vọng là Samsung sẽ cập nhật nhanh cái tính năng này hơn và còn một vài lưu ý nữa đó là việc làm màn hình với viền mỏng như vậy thì Samsung đã đặt camera vào trong và cái vị trí này thì nó sẽ không đủ để đặt cho cái iris scanner cái quét mống mắt ở trên các sản phẩm Galaxy Note 9 hay là S9 Plus và nó thay vào đó là cảm biến vân tay ở trong màn hình là cảm biến vân tay siêu âm và như hôm trước mình có làm một cái video và nói là khi mà mình thử nước thì nó không được thì mình cũng đã nói rõ trong video đó là mình có dán màn hình và đây là cái miếng dán gốc theo máy khi mà mình lấy máy về nó hoàn toàn có mình dán và mình thử nước không được còn với những cái video khác ở trên mạng mà có thử nghiệm nước mà hoàn toàn sử dụng bình thường ấy thì đó là phải các bạn bóc cái miếng dán màn hình ra và với cá nhân mình thì mình thường xuyên sử dụng dán màn hình nên là với trải nghiệm hàng ngày của mình thì hiện tại vẫn đề là như vậy tuy nhiên thì mong chờ là samsung sẽ làm một cái miếng dán màn hình tốt hơn một cái miếng dán màn hình cường lực để có thể sử dụng vân tay mà hoàn toàn đầy đủ tính năng và không bị hạn chế một cái gì cả và trên đây thì mình đã cùng các bạn chia sẻ về màn hình Infinity O Display ở trên Samsung Galaxy S10 Plus. Vậy thì các bạn nghĩ sao về màn hình này? Liệu các bạn sẽ thích cái màn hình nốt ruồi như này hơn hay là các bạn sẽ thích màn hình tay thỏ hay là một cái màn hình giống như Galaxy Note 9? hoàn toàn không có cái gì bên trong cả và có nhiều tính năng bảo mật hơn và các bạn đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới và bình chọn các màn hình nhá còn nếu các bạn muốn tham khảo giá bán của Galaxy S10 thì đừng quên truy cập vào website của 7 S hiện tại thì Seven S đang cho đặt hàng với rất là nhiều quà tặng các bạn có thể tham khảo đường link dưới mô tả của video nhá và bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Vật Studio và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ hãy bấm like và subscribe và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây